Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Bão Thể Thao. Trong trước khi đến với những thông tin quan trọng, mời các bạn cùng admin điểm qua vài tin chính trong ngày hôm nay. MU quan tâm layout, sự thật về đề dòng. MU chiếm lợi thế trong cuộc đua ký do Felix. Đánh Hắc quyết làm điều đặc biệt ở phiên chợ đồng và còn rất nhiều thông tin khác. Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem. MU quan tâm tới layout, sự thật về đề dòng. Theo Fabrizio Romano, MU đang để ý tới tiền đạo Raphael Leao của AC Milan, Chen sút người bồ từng là mục tiêu quan trọng của Chelsea trong việc Double Blue buông lỏng thương vụ này sẽ tạo thêm điều kiện cho quỷ đỏ chơi mộ layout. Tuy nhiên, mức giá đưa ra cho cầu thủ này sẽ không dưới 120 triệu euro. Bên cạnh đó, tiền vệ De Jong đã bác bỏ những tin đồn về việc anh từ chối cắt giảm lương ở Cam Nâu. De Jong chia sẻ, đã có nhiều nguồn tin bị đặt lan truyền về mức lương của tôi. Trong mỗi 3 năm đầu tiên chơi ở đây, tôi đã cắt giảm lương của mình. Cuối cùng thì tôi cũng được hồi lương, điều đó trông có vẻ nhiều hơn. Nhiều người không hiểu điều này và những con số mà các phương tiện truyền thông đang lan truyền là sai sự thật. Dalot có câu trả lời cho bác Sa Trong bối cảnh MU vẫn chưa tiến hành đàm phán để gia hạn với Dalot, bác Sa muốn nhân cơ hội này để đưa ngôi sao người Bồ Đào Nha đến với Cam Nou. Song có lẽ kế hoạch của bác Sa sẽ sớm phá sản, bởi theo tiết lộ từ Manchester Evening News thì bản thân Dalot không có ý định chuyển đến Cam Nou. Thay vào đó, hậu vệ 23 tuổi muốn tiếp tục gắn bó với MU thông qua một bản hợp đồng mới và nếu tiếp tục duy trì được phong độ ấn tượng thì chắc chắn anh sẽ được quỷ đỏ tiến hành gia hạn. Cần biết, đội chủ sân Old Trafford cũng có quyền kích hoạt điều khoản tự động gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của Đà Lốt. Mourinho sẵn sàng giải cứu Lindelof Theo nhà báo Rudy Galetti, AS Roma đang có kế hoạch chiêu mộ Lindelof vào tháng riêng này. Jose Mourinho muốn củng cố hàng thủ và sẵn sàng có một cuộc tái ngộ với Lindelof. Mourinho từng chiêu mộ Lindelof cho MU hè 2017. Hiện tại, cầu thủ người Thụy Điển gần như không còn tương lai tại Old Trafford dưới triều đại mà Erik Ten Hag đang cầm quyền. MU chiếm lợi thế trong cuộc đua giành Joao Felix. Joao Felix đang không hạnh phúc tại Atlético và điều này đang dấy lên những suy đoán về tương lai cựu thần đồng Benfica. Tờ Fijazet tiết lộ rằng Felix có thể rời khỏi thủ đô Tây Ban Nha và đang cân nhắc việc gia nhập MU hoặc Arsenal. Felix ấn tượng trước màn trình diễn khởi sắc của pháo thủ ở giai đoạn đầu mùa, trong khi đó pháo thủ sẵn sàng giang tay chào đón tiền đạo đa năng người Bồ Đào Nha và triết lý mà Mikel Ateta xây dựng cũng được đánh giá là phù hợp hơn cho Felix so với cách mà Simone đang sử dụng anh. Tuy nhiên pháo thủ không phải đội bóng có thói quen chi tiền tấn để chỉ mang về một ngôi sao. Đáng nói hơn sau hai kỳ chuyển nhượng bạo chi, đại diện Bắc London cũng không đủ cơ sở để làm điều này, đây được xem như điểm thiệt thòi của họ so với MU. Đội chủ sân Old Trafford cũng được liên kết với Felix ở kỳ chuyển nhượng hè vừa rồi và khi thời cơ đến, không lại trừ khả năng đại diện thằng Manchester lại tạo ra một thương vụ bom tấn khác, chỉ cần Felix gật đầu. Tờ Fitcher tiết lộ rằng, MU có thể sẽ tìm kiếm cơ hội chiêu mộ Felix vào tháng riêng khi mà Ronaldo vẫn giữ ý định rời Old Trafford. Nhật báo trên khẳng định MU sẽ không gặp bất kỳ vấn đề nan giải nào về tài chính trong việc thực hiện thỏa thuận trong ngôi sao đồng hương của CR7. Ten Hag chống đối ban lãnh đạo MU quyết làm điều đặc biệt ở phiên chợ đông. Erik Ten Hag được cho rất thất vọng vì không được lãnh đạo MU duyệt mua sắm trong tháng riêng, trong đó có các mục tiêu đề rong và Rafael Leao. Theo nguồn tin từ The Athletic, Erik Ten Hag đang có những bất đồng với ban lãnh đạo MU, bao gồm chủ sở hữu Joe Glazer, giám đốc điều hành Tijak Agno và giám đốc bóng đá John Mutok. Trong khi Ten Hag muốn đem về một số tân binh ở kỳ chuyển nhượng mùa đông tới, thì ban lãnh đạo MU lại chỉ muốn dồn toàn lực cho phiên chợ hè. Thực tế, MU đã chi ra hơn 200 triệu bảng để đem về 6 bản hợp đồng mới ở mùa hè năm nay. Con số này được cho là tăng gần gấp đôi so với ngân sách chuyển nhượng ban đầu. Ban lãnh đạo MU đã chiều lòng Ten Hag hết mức có thể khi cố gắng hoàn thành những mục tiêu mà chiến lược gia người Hà Lan mong muốn. Dù vậy, Ten Hag cho rằng đội hình vẫn cần được nâng cấp thêm nữa để có thể cạnh tranh danh hiệu. Nhà cầm quân trẻ tuổi sẽ sử dụng thời gian nghỉ thi đấu kéo dài của ngoại hạng Anh để đánh giá về những cầu thủ hiện tại, đồng thời nghiên cứu những tân binh có thể cập bến sân Old Trafford. Phiên chợ đông nổi tiếng là khoảng thời gian khó mua sắm khi các đội bóng thường không chấp nhận nhà người. Khả năng thành công của các bản hợp đồng mùa đông cũng bị nghi ngờ, chưa kể mức phí mà các ban lãnh đạo đưa ra cũng không hề rẻ. Vì vậy, cơ hội để Ten Hag tăng cường đội hình là không cao. Ten trước hết phải thuyết phục ban lãnh đạo MU đồng ý phá kết, dù chỉ là số tiền không quá lớn. Một cách khác, thuyền trưởng MU có thể tổng khử nốt những cái tên không nằm trong kế hoạch như Fizon, Toan CB, Braden William hay là Wan -Saka để tăng ngân sách chuyển nhượng. Bốn vấn đề Ten cần giải quyết sau trận hòa Newcastle. Trận hòa không mặn thẳng với Newcastle một lần nữa chỉ ra những điểm yếu trong đội hình của MU buộc Ten phải khắc phục. Đầu tiên, mình đa lốt là không đủ. Diogo Dalot đã bắt đầu mùa giải với màn trình diễn ấn tượng để đáp lại trọn vẹn niềm tin của Ten Hag. Nhưng trong những tuần gần đây, phong độ của cầu thủ người Bồ Đào Nha đã giảm sút. Trước khối lượng công việc dày đặc được giao cho, Dalot phải đá chính mọi trận đấu trong mùa giải này khi mà U không có một phương án dự phòng thực sự. Chính Ten Hag đã thừa nhận hai phương án thay thế Dalot là Tidal Malaysia và Lindelof. Hay thiếu sự sáng tạo của hàng tiền vệ. Đội hình quỷ đỏ đang có rất nhiều tiền vệ. Qua những trận đấu như Newcastle, họ cho thấy mình thiếu một cầu thủ điều tiết lối chơi, cung cấp nguồn sáng tạo như Eriksen. McTominay, Fed Casemiro, Van der Beek hay thậm chí Fernandes cũng không phải là mẫu tiền vệ như vậy. Tầm nhìn dài hạn của Ten Hag là giúp MU có được quyền kiểm soát bóng vừa trội. Để từ đó kết liễu đối thủ đó cũng là lý do ông tha thiết muốn đợi trước một bóng chiêu mộ đề rong của Barca. 3. Thiếu hỏa lực Ten Hag không muốn mạo hiểm với thể lực của Martial, khiến MU thiếu đi một trung phong thực thụ có thể chơi quay lưng về phía khung thành, giữ bóng, xây dựng lối chơi trước một Newcastle phòng ngự rất tốt. Một lần nữa Ronaldo lại tỏ ra lạc lõng trước khung thành khi cố gắng thích nghi với những yêu cầu của Ten Hag. Ở độ tuổi 37, Rashford có tốc độ, kỹ thuật tốt nhưng không thể làm tốt vai trò của một trung phong. Sự tự tin, triển chu trong những pha dứt điểm của ngôi sao người Anh cũng là một dấu hỏi khi anh bỏ lỡ không ít cơ hội ở hai lần ra sân gần đây nhất. Tiếp theo là khả năng phân phối bóng của Đề Ga. Trước trận đấu Đề Ga đã bày tỏ mong muốn gắn bó với MU lâu dài. Anh vẫn được cho là thủ môn cản phá xuất sắc nhất ở ngoài hạng Anh, nhưng chừng đó là chưa đủ, nhất là khi Ten Hag muốn đội bóng vận hành lối chơi từ phía sau. Ngôi sao người Tây Ban Nha đã chuyển hỏng không ít trước Newcastle. Anh chút nữa đã phạm sai lầm tương tự ở trận đấu với Brentford hồi đầu mùa. Khi chuyển bóng cho phép ở rìa phòng cấm, dù có không ít cầu đối phương sẵn sàng lao vào pressing. Lisandro Martinez là một con quái thú. Càng thi đấu Martinez càng cho thấy rõ lý do tại sao Eric Ten Hag lại khao khát mang anh về Old Trafford trong mùa hè này. Bất chấp chiều cao 1m75 có phần thua thiệt so với nhiều trung vệ khác ở ngoài hạng Anh, không chỉ nhanh nhẹn, quyết đoán và song sáo, Martinez còn làm tốt khi có bóng hơn hẳn Harry Maguire. Điều này được nhấn mạnh khi Martinez có số đường truyền tịnh tiền bóng cao hơn 97% các trung vệ, trong khi Maguire chỉ dừng lại ở con số 61% mà thôi. Một nguồn tin tiết lộ với tờ The Sun rằng Martinez đã gây ấn tượng với các đồng đội của mình tại Old và anh đã chính ở tất cả các trận đấu của MU mùa, mùa này. Nguồn tin này cho biết Martinez là một con quái vật, anh ấy biết chính xác những gì mình cần làm, anh ấy tắc bóng chiến đấu và làm bất cứ điều gì cần thiết để giành chiến thắng. Anh ấy và Anthony đã có sự hòa nhập mau chóng với đội bóng mới và họ đã biết những gì Ten Hag mong đợi sau thời gian làm việc ở Ajax. Cả hai đều được phòng thay đổi chấp nhận nhanh chóng và đã mang lại cho đội bóng rất nhiều năng lượng. Đội hình MU đã không có sự thống nhất như vậy trong nhiều năm. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!